Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm là một trong những kẻ chủ trương và chấp bút bộ luật an ninh mạng. Với những điều khoản bất công, vi hiến và đàn áp nhân quyền cũng như quyền riêng tư của toàn dân Việt Nam, bộ luật an ninh mạng cùng với dự luật đặc khu kinh tế là một âm mưu bán nước cho Tàu Cộng và Tô Lâm đã vi phạm tội phản bội Tổ quốc theo Điều 108 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Nguyễn Văn Đài với tựa đề Tương lai chính trị nào cho Tô Lâm sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. So với hình ảnh của Tô Lâm trước khi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thì nhìn Tô Lâm khi trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội trông rất khá tiêu tụy. Có lẽ Tô Lâm đã và đang phải chịu áp lực quá lớn vì những sai lầm cùng tội ác của mình. Những sóng gió sẽ còn tiếp tục vùi dập trên sự nghiệp chính trị của Lâm khi vào ngày cuối cùng hết hạn chống án. Nguyễn Hải Lòng đã có đơn kháng án gửi Tòa Phúc Thẩm Liên bang Đức Quốc. Đồng thời các cơ quan tư pháp của Slovakia và Pháp đang tiến hành điều tra về vụ bắt cóc này. Như vậy, báo chí quốc tế và của cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới cũng như các trang mạng xã hội sẽ tiếp tục đưa tin về vai trò chỉ huy cầm đầu của Tô Lâm trong vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Điều này sẽ làm cho Tô Lâm mất hoàn toàn uy tín với chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, và đương nhiên Tô Lâm sẽ nhận càng nhiều sự coi thường và khinh bỉ của đồng bào cả nước Việt Nam. Mặc dù cho tới nay, các cơ quan tư pháp của Cộng hòa Liên bang Đức và Slovakia chưa có một quyết định tư pháp nào với Tô Lâm. Nhưng từ nay cho tới hết nhiệm kỳ bộ trưởng của Lâm, Lâm không thể đeo mặt mò khi tới thăm hoặc làm việc với các nước Âu Châu. Và đương nhiên, chính phủ các nước khác cũng sẽ không tiếp đón hay làm việc với một con người tội phạm như Tô Lâm. Như vậy, trong liên hệ quốc tế thì cánh cửa đã đóng với Tô Lâm. Còn ở trong nước, hiển nhiên Tô Lâm cũng đã mất uy tín với các thuộc cấp của mình, bởi ông ta đã ban hành một quyết định ngu dốt khi ra lệnh và xúc tiến kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trong con mắt của dân chúng thì Tô Lâm là một tên tội phạm nguy hiểm và bị người dân khinh bỉ. Vợ con của ông ta cũng xấu hổ với gia đình, người thân, bạn bè vì có một người chồng, người cha là tội phạm quốc tế. Vậy, tương lai chính trị nào cho Tô Lâm? Tô Lâm có tham vọng kế nhiệm chức chủ tịch nước của Trần Đại Quang, hoặc ít nhất kéo dài thêm một nhiệm kỳ bộ trưởng nữa, thì nay sẽ không còn. May mắn nhất cho cuộc đời của Lâm là có thể giữ được cái ghế bộ trưởng cho đến hết nhiệm kỳ. Các cơ quan tư pháp của Slovakia đang trong thời gian điều tra. Nếu họ xác định rằng Tô Lâm đã lừa dối chính phủ Slovakia để mượn máy bay trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thì tương lai chính trị của Tô Lâm thật đen tối. Nguyễn Phú Trọng luôn coi Tô Lâm là một trong những kẻ đáng ghét nhất trong sự nghiệp chính trị của Trọng. Liệu có nhân cơ hội này để Trọng ép Lâm phải từ chức không, hay là thẳng tay dùng quyền lực để thi hành kỷ luật Tô Lâm? Theo một nguồn tin không chính thức, thì chính Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao Việt Nam tìm cách vận động Nguyễn Hải Lòng kháng án. Như vậy, Trọng sẵn sàng hy sinh danh dự của Tổ quốc để dùng truyền thông ép Tô Lâm phải từ chức. Cũng như mọi người dân Việt Nam, tôi coi thường và khinh bỉ Tô Lâm bởi tội ác của ông ta đã và đang gây ra cho đồng bào và đất nước của mình. Nhưng tôi cũng thương cảm cho một kiếp người như Tô Lâm, vì ông ta đã và đang làm nô lệ cho chính địa vị quyền lực của mình, làm nô lệ cho chính những tham vọng, lợi ích tầm thường. Và trong cuộc chiến phe phái nội bộ, Tô Lâm đang bị chính các đồng chí của mình chất củi để đưa Lâm lên giàn thiêu. Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 8, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, nhật báo có số phát hành lớn nhất ở Đức, loan tin Trịnh Xuân Thanh bị hai mật vụ Việt Nam sốc nách đưa lên máy bay của chính phủ Slovakia và Bộ trưởng Nội vụ Slovakia giúp Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm trong vụ này. Diễn tiến nội vụ được báo chí Đức tường thuật khá chi tiết.
vào ngày 26 tháng 7 năm 2017, tức 3 ngày sau khi Thanh bị bắt cóc ở Berlin, một phái đoàn Việt Nam do Thượng tướng Tô Lâm cầm đầu yêu cầu được gặp khẩn cấp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia, lúc bấy giờ là Robert Kalinas. Sau cuộc gặp, theo yêu cầu của Tô Lâm, Kalinas đã cho phái đoàn Việt Nam mượn một máy bay của chính phủ Slovakia để bay qua Nga. Lúc 14 giờ 46 phút, chuyến bay SSC-004 cất cánh rời Bratislava, thủ đô của Slovakia, bay qua Mạc Tư Khoa với 12 hành khách ngồi trong phi cơ. Tất cả đều mang hộ chiếu ngoại giao. Một người trong đó là nạn nhân bị bắt cóc, Trịnh Xuân Thành. Cũng trong ngày 2 tháng 8, trả lời cuộc phỏng vấn của báo chí Slovakia, cựu Bộ trưởng Robert Kalinas đã than trách, nguyên văn: Việt Nam yêu cầu chúng tôi giúp một việc, và chúng tôi nhận lời. Lòng tốt của chúng tôi có thể đã bị lợi dụng. Tôi không thể tưởng tượng rằng Bộ trưởng Việt Nam đã đích thân tham gia vào một vụ bê bối như vậy. Xin hết trích. Tổng thống Slovakia Andrej Kiska đã yêu cầu Thủ tướng Peter Pellegrini tường trình sự việc. Chính phủ liên hiệp của Slovakia có thể bị sụp đổ vì một số đảng trong liên minh đe dọa rút lui nếu Thủ tướng Pellegrini không làm sáng tỏ nội vụ. Trước biến cố ngoại giao có tác hại trầm trọng này, tướng Tô Lâm và Bộ Công an nói riêng, cũng như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nói chung, hoàn toàn im lặng. Và cũng không có một cơ quan truyền thông lề đảng nào đã động gì đến sự việc này. Không những thế, ngày 6 tháng 8 vừa qua, trang mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tên miền là nguyenphutrong.org, đăng bài báo tựa đề: Ngành công an nỗ lực loại những con rệp ra khỏi lực lượng. Nội dung bài báo xưng tụng Bộ trưởng Tô Lâm đã có những hành động quyết liệt để làm sạch đội ngũ công an. Thành tích này được tác giả bài báo có tên Phủ Trúc dẫn giải. Xin trích. Tính đến ngày 28 tháng 7 năm 2018, Thượng tướng Tô Lâm lên nắm chức Bộ trưởng vừa đúng 2 năm. Trong 2 năm, bên cạnh việc xử lý khối lượng công việc khổng lồ liên quan đến đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, người đứng đầu lực lượng công an còn có gánh nặng khác nữa là cải cách bộ máy, đấu tranh loại ra khỏi bộ máy những cá nhân được ví như thân tướng nhưng hồn rệp, sống ký sinh trong lực lượng để hút máu trục lợi bản thân. Hết trích. Những con rệp ở đây được kể là các tướng công an Nguyễn Thanh Hóa và Phạm Văn Vĩnh đang bị truy tố vì dính líu đến đường dây rửa tiền và đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ vào đầu năm nay. Và tiếp đó là 8 tướng lãnh công an khác, trong đó có cả một cựu thứ trưởng Bộ Công an đang bị điều tra, truy tố và đề nghị giáng chức vì liên quan đến hành động tham nhũng của Thượng tá Công an chìm Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm. Trong phần kết, bài báo viết, xin trích: Phải trừng phạt người từng là đồng chí, đồng đội của mình hẳn là Bộ trưởng Tô Lâm và tập thể lãnh đạo Bộ Công an rất nặng lòng. Nhưng với vai trò là người đứng đầu ngành, Thượng tướng Tô Lâm phải xử lý nghiêm các sai phạm đến nơi, đến chốn, dựa trên chế định của luật. Hết trích. Hiển nhiên các tay tướng công an kể trên rất đáng xử tội, vì đã lợi dụng chức vụ để làm lợi cá nhân. Thế nhưng, tội của các tên này so với tội của Tô Lâm thật chẳng thấm vào đâu. Về mặt lợi ích quốc gia, việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, EU, trước đây đã rất ít hy vọng, vì liên hệ giữa Việt Nam với Đức và Cộng hòa Séc trở nên tồi tệ sau vụ bắt cóc Thành. Nay, thêm vụ lừa gạt Slovakia đã hoàn toàn trở thành vô vọng.
nhưng tệ hại hơn nữa về mặt quốc thể. Một bộ trưởng Việt Nam lợi dụng lòng tin của nước bạn để phạm pháp ngay trên đất nước này là một cái tát giáng vào mặt toàn thể dân chúng Việt Nam. Dĩ nhiên việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh không phải do Tô Lâm chủ trương, mà là quyết định của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và hành động bất lương tồi tệ của Tô Lâm tại Slovakia chắc chắn cũng phải được ít nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chấp thuận. Nhưng dù không phải Tô Lâm làm Bộ trưởng Công an, không phải Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, những sự việc tương tự vẫn xảy ra, bởi vì nó phát khởi từ cái bản chất cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là sự trí trá, bịp bợm, lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện, đặt lợi ích của Đảng lên trên quyền lợi của dân tộc, đất nước. Vì vậy, chừng nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn làm chủ nhân ông đất nước, thì chừng đó dân tộc Việt còn gánh chịu những thiệt hại, những nhục nhã ê chề, mà vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một trường hợp tiêu biểu. Trân trọng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.